Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học TypeScript cơ bản. Bài số 12, chúng ta sẽ học về casting, hay còn gọi là ép kiểu. Trước khi đi vào bài học thì chúng ta sẽ chữa bài lần trước. Bài lần trước là chúng ta học về function và hãy điền vào chỗ trống để B có thể null được. Thì đáp án của bài trước sẽ là chúng ta sẽ điền thêm dấu hỏi chấm sau tên biến. Và xin chúc mừng các bạn đã có những câu trả lời đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học của ngày hôm nay về casting. Thì công thức để casting là tên biến, cách từ khóa as và cách kiểu của bạn muốn cast. Ở đây trong ví dụ là kiểu string. Chúng ta sẽ đi vào thực hành. Trong phần thực hành thì chúng ta sẽ khởi tạo một biến x và chúng ta sẽ gắn giá trị. Khởi tạo giá trị đầu tiên là 123 là kiểu int. Sau đấy chúng ta sẽ khai báo một biến y và chúng ta sẽ là cast x sang as string và chúng ta sẽ tính length của x. Vì hàm length này không thể dùng với kiểu số được nên chúng ta phải cắt x sang kiểu string và chấm length. Nhưng ở đây là lỗi cú pháp, vì khi bạn muốn cast thì biến trước đấy phải là thuộc kiểu undefined. Vậy chúng ta sẽ khai cho biến x này là undefined. Xin lỗi các bạn, kiểu x này phải là kiểu unknown thì chúng ta mới cast được. Đây, sau đấy thì chúng ta sẽ log ra màn hình số ký tự của biến x, số ký tự của biến x chính là y đấy. Đây, tiếp đến thì chúng ta sẽ học thêm một kiểu cast thứ hai là chúng ta sẽ dùng cú pháp ngoặc nhọn kiểu dữ liệu và đến tên biến ở phía sau. Tương tự như ở đây thì chúng ta sẽ không dùng x and string nữa mà chúng ta sẽ dùng cặp ngoặc nhọn string cách x ở đằng sau. Vậy chúng ta sẽ đều cắt được thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử biên dịch và chạy chương trình của chúng ta. tsc.cutting.ts. Và chúng ta sẽ chạy có lệnh node cutting.js. Như các bạn có thể thấy là chúng ta vẫn bị báo là undefined do kiểu số không thể tính length được. Và chúng ta sẽ đến với kiểu cast cuối cùng, đấy là for casting. X as unknown, as number. Như các bạn có thể thấy là bài đầu của chúng ta thì chúng ta gắn luôn x bằng 123
không cát thì ở đây sẽ bị lỗi. Vì vậy chúng ta sẽ phải cát hai lần. Yes, unknown. Sau đấy mới cắt sang string thì sẽ không bị lỗi nữa. Nhưng do x là number nên khi chúng ta chuyển sang string thì cũng không thể dùng hàm len được. Điều này hơi sai sai so với các ngôn ngữ lập trình bậc cao khác. Nhưng chúng ta phải chấp nhận thôi vì chúng ta đang sử dụng ngôn ngữ này mà. Chúng ta hãy thử biên dịch xem có cắt được không. Như vậy là cũng không sử dụng được hàm len. Như vậy là bài học của chúng ta đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập. Chúng ta hãy thực hành với kiểu ép kiểu với cặp ngoặc nhọn đóng hở. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.